Satricon này. Đó. Và bắt đầu hướng dẫn các bạn nha. Các bạn vào ở bên trong thì chúng ta cứ tạm thời tắt cái mic đi. Âm thanh nghe tốt đúng không Hà Trang ơi? Dạ vâng ạ. Ok rồi đấy, xong lại tắt mic đi. Thế thì chúng ta sẽ không bị ồn đến người khác. Lúc nào mình cần hỏi các bạn thì các bạn cứ trả lời bật mic xong rồi mình lại tắt. Rồi hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, bởi vì nếu mà để mà đã bắt các bạn chờ lâu đúng không ạ, gần như là delay hơn một nửa tháng ạ, hơn nửa tháng khi mà mình bị ốm và đi các bệnh viện để chữa trị thì cái lớp này cũng delay. Foundation thì mình cũng bố trí người dạy hộ được 1 đến 2 lớp, đang dạy dở thì phải bố trí người dạy, còn Advan thì buộc phải lùi vì không còn cách nào khác. Với các bạn lớp Advan thì chỉ có mình dạy thôi, chưa có giáo viên khác thay thế. À, mà dù sao mình cũng chưa có nhu cầu thay thế bây giờ đâu, vì vẫn còn mong muốn đi dạy nhiều lắm các bạn, nên chỉ mong sức khỏe làm sao ổn định để tiếp tục dạy cho các bạn, nếu không thì còn không biết làm gì nữa, giờ 40 tuổi không biết ai nhận nữa không. Chắc không có ai nhận. Ok nha. À, trong quá trình mà mình dạy mà có vấn đề gì cần hỏi thì các bạn cứ bật mic lên đúng không ạ, để chúng ta hỏi nhanh. À, không vấn đề gì khi xen kẽ giữa việc giáo viên dạy và hỏi đâu các bạn, mình thì không thấy vấn đề gì. Thì nếu mà nhanh quá hoặc chậm quá thì các bạn sẽ bật mic lên để chúng ta hỏi nha. Đầu tiên thì mình giới thiệu với các bạn là trong trong group Facebook của chúng ta có một cái đường link driver tài liệu bổ sung ISTQB Advanced. Thì với các bạn mà chúng ta chưa có nhận được sách hoặc là offline như hôm nay là không có sách á, thì các bạn download cái cuốn mà tóm tắt này về. Đó, chúng ta có ISTQB Advanced tóm tắt là cuốn này thì bằng với cuốn mình in ra gửi phát cho các bạn. Đó, thì tài liệu chính này là chúng ta sẽ học để đi thi và là tài liệu in ra. Thế còn cuốn bộ đề thì chúng ta sẽ không có đâu, phải có bản in cơ. Còn tài liệu đầy đủ 3 module là tài liệu mà full trước đây mình sử dụng để dạy, nhưng bây giờ không chơi dạy cái đầy đủ này nữa rồi. Đầy đủ mà nhiều khi nó cũng có những phần cũng chẳng nằm trong thi, mà thực hành nó cũng chẳng đây làm gì cả. Thế là thôi tôi lại vứt nó đi. Tôi để đây để cho các bạn có thể tham khảo thôi. Còn tôi sẽ dùng tài liệu tóm tắt là chủ yếu. Trong quá trình dạy thì sẽ mở một số những tài liệu này ra nữa, thì mình cũng đã đẩy sẵn lên đây cho các bạn rồi. Và quá trình mình dùng, cần dùng cái gì thì mình báo các bạn là mình vào link driver mình lấy về và mình đưa về máy, sau đó thì mở ra. Với các bạn online cũng vậy, khi mà chúng ta xem live stream mà chúng ta thấy mờ quá thì chúng ta cũng làm sao, cũng mở sách mở vở trước mặt và chủ yếu nhìn tôi vẽ bảng cộng với cả nghe âm thanh thôi, chứ còn cái máy chiếu là không khắc phục được các bạn ạ. Bởi vì đối với một giáo viên dạy mà không dùng bảng để vẽ như là ngồi này mỏi chân mỏi tay lắm này, mà chân tay nó không hoạt động thì đầu nó cũng không linh hoạt luôn, là không nghĩ được ra cái gì để dạy cho các bạn. Thành thử ra tất cả các buổi live stream bạn nào đã được vào group cũ để học rồi ấy, sẽ nhìn thấy là tôi chủ yếu đứng lên vẽ bảng rất nhiều. Mình bảo mình kiêng vẽ mà cuối cùng mình vẫn cứ phải đứng, không đứng mình không biết mình phải dạy cái gì. Đó, thì cái bảng là chủ yếu rất quan trọng đối với các bạn khi xem live stream. Đấy, còn cái phần máy chiếu có thể lúc đó nó sẽ rất là mờ hoặc là bị nháy nháy vì các bạn nhìn tivi nó cũng nháy mà, thì các bạn sẽ phải dùng sách để xem, để theo dõi cái phần nào tôi đang dạy. Đó, thì đấy là cái sự kết hợp để chúng ta khắc phục. Đối với các bạn online chúng ta ở xa chúng ta khắc phục như vậy, còn offline chúng ta cố gắng là chúng ta đi học đầy đủ để chúng ta có kiến thức áp dụng và để thực hiện. Thế thì để mà giảm tải bớt cái việc mà ôn và luyện thi thì ngày hôm nay tôi hướng dẫn cho các bạn một cách chi tiết cẩn thận cụ thể về cái việc ôn thi cho các bạn, làm sao mà để chúng ta có thể tự ôn ở nhà được. Và kỷ lục nhất của tôi là có một bạn là ôn thi 3 tuần thi 3 module các bạn. Đấy, nên là việc mà chúng ta thi trước khi khóa học này hoàn thành xong là chuyện bình thường, không có gì phải chờ chị dạy xong thì mới thi, không có chuyện đấy đâu các bạn, mà hệ thống ôn thi của chúng ta đã có sẵn hết rồi. Đó, và các bạn đã được đưa vào 4 cái lớp này, tôi đã gửi mã để các bạn vào 4 cái lớp trên cái hệ thống ISCQB online .vn, hệ thống đặt mua riêng cho trung tâm mình. Và vừa hôm qua hôm kia là server lỗi đúng không ạ, server là do cái bên thuê server chứ không phải do cái code của hệ thống này đâu, thì bên kỹ thuật họ cũng xử lý rất là nhanh. Thì hệ thống này cũng tương đối ổn định để các bạn ôn thi rồi. Chúng ta có 3 lớp là TMTA đúng không ạ, bạn nào thắc mắc là TTA đâu thì
tôi phải nói trước là các bạn phải thi TMTA xong đã. Thì các bạn mới thi đến TTA, và cái TTA tôi sẽ hướng dẫn sau, và tôi sẽ cho các bạn vào group lớp TTA để ôn riêng á các bạn. Chứ mình đi thi mà mình thi luôn TTA sớm đầu tiên thì nó dễ quá. Dễ mà thành thử ra là chúng ta lại thấy là gì, chuyển sang và thi TM với TA thì thấy nó khó kinh khủng luôn, đúng không ạ? Ấy nên là cái anh TTA này để sau các bạn. Giá trị nhất của chúng ta hiện nay vẫn là TM. Đây là điều kiện tiên quyết để thi lên chuyên gia, hệ chuyên gia. TA cũng là cái giá trị thứ hai, còn anh TTA có ít giá trị hơn. Ấy thì vì sao mà tôi chỉ cho các bạn vào 4 lớp thôi. Còn cái lớp cuối cùng này thì bạn nào thi xong hai cái kia hoặc có nhu cầu thi xong TM mà muốn TTA thì tôi sẽ cho vào lớp này. Đó. Ok nhá, chúng ta có 4 lớp để học. Thì với 4 lớp này thì các bạn có thể xem trước. Thì tôi khuyến khích này, khuyến khích các bạn xem tóm tắt, bởi vì cái video lý thuyết học lần đầu này thì nó thực sự thì nó chỉ có tác bài học thôi nhá, không có trắc nghiệm đâu. Thì tôi xây nó phải khoảng năm 2019, 2019 thì phải các bạn. Lâu lắm rồi đó. Khá lâu rồi. Nếu mà nói là sách có thay đổi gì hay không thì hiện nay Advan là chưa thay đổi về sách, nên giá trị của bộ video này vẫn còn. Tuy nhiên là nó cũng rông dài và cũng có nhiều phần mà nó mình quay. Đây là bộ thứ 3 mình quay rồi đó. Còn 2-3 bộ khác là quay còn đẩy lên Facebook, để lên YouTube là free luôn đó. Đấy thì các bạn xem cũng được mà không xem cũng được. Cái chỗ đấy thì nó thay cho việc các bạn đọc sách. Nhưng cái bộ video tóm tắt kiến thức đi thi này thì các bạn nên xem. Bởi vì tôi làm năm 2020-2021 là Covid. Thì lúc mà làm cái tóm tắt này này, thì lúc mà làm cái tóm tắt này thì là lúc mà phải dạy online cho các bạn. Và tôi đi từng phần một trong sách để tôi tóm tắt giải thích những cái khái niệm hoặc đọc cho các bạn nghe ấy, thì đâu đó nó sẽ tập trung vào phần ôn thi của chúng ta nhiều hơn, nó ngắn gọn hơn và nó cập nhật gần đây so với gần đây hơn. Thì các bạn có thể xem cái phần tóm tắt này để mà làm đề trước, để mà ôn thi trước. Vì như lúc nãy mình nói là các bạn ôn trước khi mình dạy, đúng chưa? Thì cái phần tóm tắt này có giá trị để giúp cho các bạn ôn thi và giúp cho các bạn có thể thi trước, ôn trước khi mà tôi dạy kiến thức. Vì những buổi sau đây tôi chỉ dạy kiến thức để áp dụng thôi, chứ không có liên quan đến thi, không có nhiều phần liên quan thi đâu. Các bạn kết hợp với cả video này cộng với kết hợp với cái tài liệu tóm tắt tôi đang mở đây ạ. Tài liệu tóm tắt này là các bạn kết hợp được với nhau và để các bạn xem kiến thức của phần đi thi là phần gì, rồi các bạn bắt đầu làm đề. Làm đề thì nó không giống như foundation nữa mà nó alo, vào Facebook có đường link. Ok Ok, xin lỗi. đang mải trình bày thì tự nhiên quên mất cái vụ mình đang host cái vụ này, đúng không? Ok, xin lỗi các bạn. Rồi, các bạn mới vào chúng ta tập trung luôn nhá. Mình mới bắt đầu thôi, chưa cho gì nhiều cả. Nào, quay trở lại này. Thỉnh thoảng mình phải nhóm xem là có vào đây không đó. Rồi, lát nữa nhớ là mình phải có vào đây không nữa. Thì cái tài liệu tóm tắt cộng với video tóm tắt này giúp cho các bạn có cái kiến thức để giúp chúng ta ôn thi, và có kiến thức xong thì các bạn bắt đầu làm bài tập. Bởi vì với bài tập Advan thì nói thật ra là sách không đủ để làm bài tập đâu. Sách chỉ có những một số phần guideline gợi ý, một số phần học thuộc thôi. Nên nó không như foundation là phải học thuộc toàn bộ sách nữa, mà chỉ là đọc, hiểu và phân tích. Đấy, thế nên là các bạn sẽ sử dụng cuốn tóm tắt cộng với cả video hướng dẫn, video tóm tắt ấy. Đây tôi mở lại video tóm tắt ra, nó nằm ở đây rồi. Bên máy của giáo viên là không mở trực tiếp được các bạn, mà phải máy của các bạn thì mới mở được. Máy của giáo viên là ngồi tạo mới với soạn thảo ấy. Ở xem còn ai nữa không, không còn ai. Chị ơi, chị gửi cho em cái mã vào lớp ấy ạ. Em chưa được add vào lớp ạ. Em phải chat với chị qua Messenger rồi chị mới gửi. Chứ không gửi public em nhá. À vâng.
Hôm nay sớt nó không hoạt động này. AL tóm tắt đúng không ạ? Đó các bạn thì có thể mở video ra thì tôi nói là nó gần giống với cả sách của mình thôi, bởi vì sách mình đổi rồi nhưng mà video thì chưa xây lại lần nữa, thành thử ra là nó không khớp với nhau giữa sách với cả video, thì các bạn phải thông cảm là thế này. Video thì xây nhưng không phải lúc nào chúng tôi cũng xây video, nhưng mà sách thì thay đổi được thường xuyên, thậm chí từ khóa trước sang khóa này tôi đã thay đổi sách rồi. Thế nên là nó sẽ không kịp để có cái video đâu. Đấy các bạn nhìn thấy không? Cái video này là live stream quay của các bạn, các lớp ấy, ngồi đôi đọc cái này này. Thì bây giờ các bạn nhìn cái màn chiếu nó rất là mờ, đúng chưa ạ? Thì các bạn mở sách ra. Và cái phần video này thì chúng ta nghe là chủ yếu thôi. Thế còn không thì chúng ta chỉ cần đọc cái tài liệu tóm tắt. Và bạn nào đọc được hiểu cái tài liệu tóm tắt này là chúng ta bắt đầu vào làm đề là được rồi. Không nhất thiết cũng phải xem video đâu. Hai bạn này có hai tên gọi thôi nhưng đều như nhau, nên có traceability nếu gặp. Tôi thấy nó cũng gần giống cái sách của tôi rồi đấy. Đây các bạn, gần giống rồi đấy. Để từng chương một sách. Có lẽ là cũng chưa sửa gì nhiều lắm đâu các bạn. Đó thì đây là bộ video tóm tắt kiến thức đi thi mà các bạn nên xem và nên học. Còn cái lớp kia thì chúng ta có thể học hoặc không tùy các bạn. Đấy nhá, cái lớp mà luyện thi lý thuyết ban đầu á thì chúng ta có thể xem hoặc không tùy các bạn, còn tóm tắt thì mới là cái gần đây nhất và nó rất sát với cái tài liệu tóm tắt 2022-2023 này tôi vừa xây, tôi vừa chỉnh lý lại chứ không phải là xây các bạn, cái gì cũng chỉnh lý thôi, mỗi lúc lại chỉnh lý thêm tí. Thì đấy là cái phần lý thuyết để các bạn học trước nhá, và các bạn hoàn toàn có thể ôn thi trước. Ở phần thứ hai nữa là phần mà liên quan đến bộ đề. Liên quan đến bộ đề thì ở đây chúng ta có hai lớp là TM, TA. Nói là nói TM, TA chia riêng như vậy chứ thực ra khi các bạn ôn thi hai module này thì tôi phải nói trước với các bạn là các bạn phải học cả hai lớp này cho tôi. Không có chuyện mà chúng ta chỉ ngồi trong TA, chúng ta học trong TA đâu. Và trong các cái video trước tôi cũng có hướng dẫn các bạn là bạn nào đi thi module nào ạ thì nhớ chat lại với tôi để tôi hướng dẫn cái đề ôn tập trung. Tức là chúng ta còn có một list danh sách ngoài là gì? Bạn cần focus vào đây, đúng chưa ạ? Bạn cần tập trung vào đây, còn lại những cái khác là tham khảo. Thì chúng ta phải biết rằng cái nào là tập trung, cái nào là tham khảo để tránh cái việc chúng ta ôn lệch ra ngoài, chúng ta rất là mệt mỏi. Hoặc ôn thiếu là chúng ta cũng đi thi nó cũng sẽ trượt, đúng không ạ? Thì ở đây thì chúng tôi có rất nhiều bộ đề có thể để giúp cho các bạn tham khảo, làm để chúng ta nhớ được kiến thức. Đó. Nhưng mà chỉ có một số lượng nho nhỏ đề là ôn tập trung, có nghĩa là ôn cái đề đấy là trúng khoảng 80% câu đó. Đến thời điểm hiện nay là 80% nha. Còn đến thời điểm sau đó nữa bao nhiêu thì chưa biết đâu, bởi vì chúng tôi vẫn đang update. Đó, đây này, update 2020, update 2021 và mới nhất hiện nay của chúng ta là update 2023. Đó, update 2023. Còn đề mà chúng ta có là đề TM12 và TA1 trong sách in của chúng ta ấy, thì đều vẫn phải học lại. Trong sách bộ đề của chúng ta ấy, các bạn nhìn cái outline này. Đó, chúng ta sẽ phải học lại toàn bộ cái chương 1 đến chương 10 của sách. Cái chương này nằm trong sách vol 3, vol 1, vol 2 ấy. Đấy, và ôn. Đây, cái đề nó ghi TM12 mà tôi hay quen gọi là TM12 đó. Các bạn hiểu chưa? Tôi chỉ gọi cái mã đề này ra thôi, năm 2019. Và đề TA1 năm 2019, đây là hai đề quan trọng nhất để các bạn học và ôn thi. Thế ngoài ra các bạn sẽ có những cái đề cập nhật, tức là mỗi năm nó có thêm những câu mới thì tôi lại cập nhật thêm thành năm 2020, 2021. Và đến năm nay thì nó là cập nhật năm 2023, có thêm đâu đó chục câu nữa, hơn chục câu mới nữa. Đó. Và cả đề expert nữa chúng ta cũng phải tham khảo nữa. Thì bạn nào thi thì chúng ta sẽ chat riêng với tôi để gửi list danh sách đấy để chúng ta ôn tập trung. Còn lại những cái khác gọi là tham khảo, được chưa các bạn? Không phải là chúng ta chia riêng như thế để làm gì? Để tập trung có nghĩa là mỗi một đề này các bạn phải làm ít nhất là 5-6 lần. Với mỗi một câu hỏi này các bạn phải hiểu cách làm, logic và tất cả những thứ khác. Để khi vào cái đề thi thật người ta sửa đáp án, sửa câu hỏi, sửa rất nhiều các bạn, thì chúng ta phải hiểu quy tắc để làm đề thì chúng ta mới có thể chọn đúng được. Còn cái đề của tôi không nguyên si như họ của họ đâu nha. Đi thi họ sửa khá nhiều chi tiết nhỏ đấy, các bạn phải cẩn thận. Thì bên cạnh cái bộ đề này thì chúng ta có cái phần bài học và nó sẽ có video hướng dẫn chỗ đề.
Thì video hướng dẫn chủ đề là đã quay của nhiều lớp trước đây, quay trở lại nên nó có khá nhiều bộ video. Với bạn nào mới bắt đầu ôn cảm thấy như bơi trong này ạ, thì tôi cũng biết là các bạn giống như bơi trong này rồi, nhưng mà bây giờ làm nào được. Bây giờ là mỗi lớp, mỗi một cái đề như đề TA này 60 câu hỏi ạ, thì nó phải tách ra làm 3 buổi để quay. Ok. Thế xong rồi nếu mà quay full màn hình như thế này thì nó lại chỉ được cái màn hình mà không được cái bảng, tức là không có cái phần mà tôi vẽ hình dung minh họa cho các bạn cả. Nhìn màn hình thì nét thật đấy nhưng lại không có bảng, còn nhìn quay bảng thì lại chia ra làm 3 đến 4 video. À, ngoài video để bên TM ra thì nó còn có cả bên TA nữa. Đấy, các bạn phải chạy vô hai chỗ này để tìm. Có lẽ là sau khoảng một tuần thì những bạn nào mà thắc mắc với tôi thì chắc cũng quen dần với việc tìm những cái thứ này ở trên đây. Đấy, bởi vì nói thật với các bạn là bắt đầu tập trung vào học thì chúng ta mới nhớ và tìm nó dễ. Còn chưa tập trung thì nhìn cái đống này tôi cũng thấy hổ lốn thật. Chưa biết cách làm nào cải tiến cho các bạn được, bởi vì câu hỏi đi thi nó được cắt ra từ 3-4 lớp liền, nhét vào đây thì nó không kiểu như logic chúng ta chữa từ đầu đến cuối cho một lớp đâu các bạn. Mà nếu tôi chữa hết cái đống này cho một lớp là cũng phải hết 7 tuần đấy các bạn. Đó, nên là mình sẽ phải tập trung thời gian để xem video nhiều hơn, và mình sẽ tập trung làm những cái đề mà trong sách in có. Đây, sách in có đây ạ. Sau đó thì mình quay ra mình làm những cái đề mà sách in không có nhưng có video để mình tham khảo. Và như cái video hướng dẫn cách học tôi cũng đã nói với các bạn ấy là chúng ta xem video trước rồi chúng ta mới làm đề sau. Tránh cái trường hợp các bạn làm đề rồi các bạn tự ý trả lời rồi các bạn mất cả một nguyên một ngày chỉ suy nghĩ đến một câu hỏi. Một ngày mà các bạn suy nghĩ được một câu hỏi xong rồi trả lời mãi không xong thì đến bao giờ các bạn ôn thi xong. Đấy. Nên đấy là cái cách tôi hướng dẫn mà tôi nói với các bạn là kỷ lục nhất của tôi là có một học viên từ lúc mua bộ đề và mua khóa học đến lúc thi là đúng 3 tuần. Và anh ấy đi thi đúng 3 module luôn. Trong vòng 2 tuần là thi luôn 3 module. Thì hoàn toàn là chúng ta có thể học và thi được trước. Đó. Ở đây là của nhiều lớp quá nên là nó cứ chạy như thế đấy. Thì các bạn chịu khó chúng ta tìm ở hai lớp nhá, TM, TA, và tập trung vào những đề trên sách tôi in cho các bạn, cộng với cả tập trung vào những cái nào có video hướng dẫn chữa đề thì chúng ta xem. Đó, chúng ta xem. Để tương ứng với bên này thì nó cũng để tên gần tương ứng như vậy các bạn. Đó, chapter 5 vol 1 vol 2 này, update này. Update 2023 này. Bỏ qua những cái thằng mà 2018 này đi nếu không nằm trong danh sách ôn. Nằm trong danh sách ôn tập trung thì chúng ta tập trung trước. Thì tôi sẽ gửi list này cho các bạn qua Messenger để các bạn ghi nhớ, chứ mà gửi vào Facebook thì nó nhiều người post, nhiều người hỏi, nó dẫn tới việc là các bạn bị rối. Thì hoàn toàn bộ đề của chúng ta trong sách in có thế nào thì trên online có thế đấy. Đây các bạn nhìn nhá, trên sách in của chúng ta có TM12. Thì ở đây chúng ta cũng có TM12 được đưa lên trên hệ thống online. Và các bạn muốn xem đáp án thì các bạn phải vào đây. Không các bạn không bảo cô ơi cô in sách bộ đề mà không in đáp án. Thì đương nhiên là tôi không in đáp án rồi. Bởi vì đáp án nó có trên hệ thống online rồi các bạn. Các bạn làm lại trên hệ thống này là các bạn xem được đáp án. Thậm chí hệ thống mới bây giờ tôi còn có cái phần giải đề các bạn. Nên là bạn nào mà học xong lý thuyết mà bắt đầu ôn thi á, các bạn còn có thể nhìn được thấy là tôi giải thích làm xong tích bừa đi nhá các bạn nhá, làm hết cái bộ video này xong rồi làm hết cái đề thi này mà tích bừa thôi, câu nào cũng tích. Xong rồi các bạn ra cái phần mà xem đáp án ấy thì các bạn sẽ nhìn thấy là đây ạ, các bạn sẽ nhìn thấy cái phần mà giải thích chú thích của tôi ở từng cái câu trong cái đáp án, trong cái câu phần xem đáp án ấy, thì người ta gọi đấy là chỗ giải đề. Thì để giảm bớt cái thời gian các bạn phải xem video dài quá đi thì tôi đã làm thêm giải đề. Nhưng mà đôi khi có những chỗ thì xem video nó cũng là một cái tốt hơn giải đề, là bởi vì nó giải thích cụ thể hơn. Ví dụ như những anh mà chương 4 ấy thì phải xem video, bởi vì không thể ngồi giải thích cho các bạn quá dài ở đây được. Cái chỗ này nó có ký tự giới hạn, nó không có dài nhiều mà nó cũng không có ảnh để đẩy lên được, không thể nào đẩy ảnh lên được, thì chỉ có giải thích bằng lời thôi. Thì đấy là cái hỗ trợ ôn thi cho các bạn, nên là chúng ta tập trung trên hệ thống online là chuyện đương nhiên. Và bạn nào cứ xin tôi bản mềm thì tôi nói rằng không có đâu, trên bản online có rồi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ sử dụng online để ôn thi, nó có rất nhiều tiện ích như là video chữa đề, như là giải đề, mà các bạn không tranh thủ dùng cái này thì còn đòi cái gì nữa ạ? Đòi
bộ đề xong lại đòi in gì đáp án, in đáp án xong lại em lại không biết cách làm cái này, lại phải có giải đề đúng chưa các bạn? Thì hệ thống online nó sẽ xử lý hết vấn đề này. Chúng ta sẽ dùng hệ thống này để chúng ta ôn thi và chúng ta luyện thi cho nó làm sao có thể kịp thi trong năm nay. Còn phần dạy kiến thức áp dụng thì tôi sẽ dạy dần các bạn trong trong khoảng những cái tuần tới. Chúng ta còn có 8 tuần nữa đúng không ạ, và sẽ có rất nhiều kiến thức nữa chúng ta sẽ phải áp dụng. Thì đến đây thì có ai hỏi gì không nhỉ? Nào, còn ai hỏi gì là hệ thống online của chúng ta, đã ai mò vào hệ thống này chưa? Khó khăn gì thì giải thích luôn để tôi hướng dẫn luôn. À, chưa ai mò vào đây hả? Ok rồi, quay về còn một cái phần giải thích Chị ơi, nữa em chưa hỏi xong. chút thôi ạ. Em hỏi đi. Cái bộ đề thì chị sẽ phát khi mà bọn em đi học đúng không ạ? Nếu offline thì đúng là chị sẽ phát khi đi học, Dạ vâng ạ. còn nếu mà muốn làm trước thì em có thể sử dụng trên hệ thống online trước. Vâng vâng ạ. Ừ. Nhưng mà chị nghĩ là tuần cả tuần tới mình có thể xem video tóm tắt trước đi, bởi vì video tóm tắt có kiến thức để chúng ta có đã, xong rồi chúng ta mới làm bộ đề sau. Ok. Vâng chị. Với các bạn online mà tôi đã cho vào cả group cũ ngày 15 tháng 4 ấy, mấy bạn nào mà muốn có nhu cầu học sớm và thi sớm ấy, thì tôi đã cho vào group lớp 15 tháng 4, thì chúng ta cũng xem toàn bộ livestream trước đi. Tức là chúng ta có kiến thức đã rồi chúng ta làm đề sau. Bây giờ chúng ta cứ vội vào làm đề, nó không như foundation các bạn nhá. Tôi nói với các bạn là thi advanced này, tôi hướng dẫn các bạn ôn thi và học nó khác hoàn toàn so với foundation. Foundation là học chương nào, đọc thuộc kiến thức chương đấy rồi đi thi. À rồi ôn theo chương, ôn theo từng chương. Đúng chưa? Ôn theo từng chương và học học thuộc tài liệu sách. Nhưng mà đối với advanced thì không có cái chuyện đấy đâu các bạn. Thuộc sách cũng chẳng để làm gì cả, vì sách cũng không giúp cho chúng ta ôn thi. Đó. Và sách không giúp cho chúng ta ôn thi, cộng với cả sách chỉ là một phần để chúng ta có kiến thức thôi chứ không phải là để ôn thi, nên là các bạn cũng không nhất thiết phải học thuộc sách. Thứ hai nữa là các bạn xem hết một lượt livestream của tôi để có kiến thức xong đó, thì các bạn ôn một lèo cho tôi, ôn một lèo để chúng ta nhớ. Chúng ta nhớ câu, nhớ dạng đề, nhớ các thứ khác. Chúng ta xem video hướng dẫn chữa đề ấy thì tranh thủ những cái tuần đầu tiên này chưa có gì thì các bạn có thể xem, một là video tóm tắt trên hệ thống online, hai bạn nào đã được vào group lớp cũ hoặc mong muốn vào group lớp cũ trước thì tôi cũng cho vào, và các bạn có thể xem livestream trước đi chứ chưa làm đề vội. Làm đề bây giờ mà chưa chưa có kiến thức thì chúng ta thấy nó cũng chưa đủ để làm, mà một câu hỏi đi thi nó không chỉ nằm trong một chương mà nó còn nằm trong 4-5 chương cơ các bạn. Phải đủ kiến thức thì chúng ta mới mới ôn thi nó hiệu quả được. Đấy thì cứ tập trung và xem video tóm tắt cộng với cả livestream lớp cũ. Ok. Có ai hỏi gì nữa không? Chị ơi, xem cái đấy thì có nghĩa là em đang mở cái hệ thống QRS online ạ. Ừ. Thì vừa đang nói là mình nên xem hai cái là video lý thuyết và video tóm tắt kiến thức, là cái video tóm tắt kiến thức đi thi với lại là video lý thuyết học ban đầu đúng không chị? Ừ, đúng rồi em. Vâng, với lại cái thứ step thứ ba là mình nên xem những cái livestream đúng không? Nếu mà em đang nằm trong group online của lớp cũ hoặc là bạn nào mong muốn thì tôi sẽ đưa vào để các bạn xem livestream trước cũng được. Vì thực sự ra đối với lớp Advan nhá, các bạn cứ nói rằng là em đi học để hỏi cô, nhưng mà đến lớp bắt đầu nghe cái kiến thức đấy lần đầu tiên các bạn chả có cái gì để hỏi cả. Nên là với các lớp nâng cao chúng tôi luôn luôn áp dụng một cái chính sách, kể cả lớp API, lớp lớp test nâng cao hay gì đấy, chúng tôi áp dụng một chính sách là cho các bạn vào ngồi với các lớp cũ để xem trước, sau đó các bạn học lại với tôi một lần nữa, thì lúc đấy các bạn sẽ thấy rằng mình có thời gian chuẩn bị, mình có ngó nghiêng được dự án nó có cái gì, cái gì khác với những gì cô dạy, thì mình sẽ hỏi được giáo viên trên lớp. Còn lần đầu tiên bạn nghe đến tôi nói về matrix, lần đầu tiên bạn nghe thấy tôi nói về cải tiến quy trình phần mềm theo CMMI, là đấy là lần đầu tiên bạn nghe, thì bạn chỉ ngồi nghe thôi, bạn không có cái gì trong đầu để hỏi tôi cả.
Em hiểu chưa? Nên không có nghĩa là bạn xem live stream thì bạn không cần phải đến học tôi, không có chuyện đấy đâu. Nếu với bạn nào online thì chúng ta phải xem đi xem lại live stream đến mấy lần. Còn đối với bạn offline, xem live stream lần đầu để chuẩn bị, để có cái khái niệm đấy trong đầu, để nhòm ngó cái dự án của mình có hay không. Và bạn đến lớp, bạn học offline, bạn còn có thể hỏi, có thể thắc mắc, có thể đưa ra những tình huống của dự án để hỏi tôi. Thì như vậy cái hiệu quả của lớp nó sẽ cao hơn nhiều so với việc bạn chỉ nghe tôi dạy lần đầu. Em hiểu chưa? Vâng, vâng ạ. Ừ, đó. Thì đối với lớp này, bạn nào chưa vào thì tôi có thể gửi cho các bạn chat qua Messenger đường link của lớp ngày 15 tháng 4. Livestream thì chất lượng nó không tốt bằng quay màn hình, nhưng mà ít nhất là các bạn còn nghe được và còn nhìn thấy tôi vẽ bảng. Đó. Còn đến lớp trực tiếp chúng tôi sẽ lại giảng lại và tôi cũng hy vọng là giáo viên và học viên có sự tương tác với nhau nhiều hơn là một chiều. Chỉ có mỗi giáo viên cung cấp kiến thức, còn các bạn là hầu như ở dưới há hốc miệng ra ngồi nghe và nhìn mà không hiểu là cái này nó ở đâu ra nữa, đúng chưa ạ? Đấy, thì cái đấy nó sẽ hơi buồn so với việc là dạy thụ động ạ. Đấy, thì các bạn cố gắng mình cũng chuẩn bị trước trước kiến thức đi thì nó sẽ tốt hơn. Ok em ơi, mình có hai cái bộ video lý thuyết học ban đầu là quay màn hình, nó rất là nét, rất là đẹp. Em có thể xem cái này. Video tóm tắt kiến thức đi thi thì nó quay dạng live stream, dạng live stream thì nó hơi mờ để khó nhìn, nên em mở tài liệu tóm tắt ra để vừa nghe vừa mở tài liệu để đọc. Nhưng mà được cái thằng tóm tắt này nó lại gần với tài liệu hiện nay hơn. Đấy nhá, thì có thắc mắc là tại sao lý thuyết lần đầu nó lại khác thế, tại sao lần tóm tắt thì nó khác thế, là bởi vì tôi quay nó đến khác năm với nhau mà. Thì tài liệu đương nhiên nó khác rồi. Thì các bạn thu được cái gì và các bạn nghe được cái gì thì các bạn nghe. Chứ còn hỏi mình là tài liệu này ở đâu ra thì bây giờ tôi cũng chịu. Tài liệu cũ là đã vứt đi rồi, giờ chỉ còn tài liệu mới này thôi. Và tài liệu mới thì đã để lên link driver cho các bạn như lúc nãy nói rồi đó. Các bạn có cái đường link driver trên Facebook ạ. Xem còn bạn nào chưa vào nữa không? Hết chưa? Đã, link driver trên group Facebook. Và các bạn có thể tải về tài liệu tóm tắt mà tôi đang mở ra này. Đây là bản in tôi gửi cho các bạn. Còn cái bộ đầy đủ này thì các bạn đưa về các bạn xem cũng được. Mà chẳng xem cũng được vì nó nhiều lắm. Nó dài kinh khủng à. Có bộ đề thì chúng ta có bộ đề in cộng với cả hệ thống online. Không có bộ đề và gửi bản mềm cho các bạn. Ok. Còn ai thắc mắc không? Chị ơi, sao hệ thống của em lại không có đề thi ạ? Thì bởi vì em chưa ép mã đi vào. Em ơi, ví dụ như là đây là chị ở giảng viên mà chị không có tài khoản học viên. Nhưng mà chị hiểu rằng là em sẽ có một cái màn hình tìm lớp học. Và em sẽ phải nhập mã lớp học mà chị gửi cho em. Sau đó em chờ duyệt. Và bên này bên chị đang ngồi chờ duyệt này. Mà chị chờ duyệt thì duyệt trên điện thoại nó nhanh hơn là duyệt trên máy tính. Máy tính thì sẽ có một bạn khác, bạn ấy sẽ duyệt cho bọn em. Ví dụ như là bạn ấy sẽ ngồi đánh mã để duyệt, để phân biệt học viên với cái người không phải học viên. Nên là phải khớp theo email đã đăng ký với trung tâm thì bọn em mới được duyệt. Đây, giờ vào đây nhá. Đang vào này. Vào để duyệt cho các bạn lần 1 nhá. Nó còn có duyệt lần 2 nữa. Ok chưa? Mà chưa có bây giờ cũng chưa cần lo đâu nhá. Còn gì nữa nhỉ? Còn ai hỏi gì nữa không? Chị ơi, em thấy cái tài khoản của chị vào cái ISTQB Online, em thấy có nhiều tài liệu thế mà hôm trước chị gửi cho em có 4 cái mã để vào thôi đúng không ạ? Ừ. Đây là hệ thống online để ôn thi em ơi. Có 4 cái lớp này thôi, còn cái lớp này là của Foundation. Đây em đang nhìn màn hình này là màn hình giáo viên, nên là em nhìn thấy chị có tất cả các lớp. Còn bọn em chỉ có 4 lớp này thôi. Đúng rồi. Bây giờ bọn em là phải xem hết video cộng với cả ôn tài liệu ở trên này đúng không ạ? Tài liệu đây. Tài liệu tóm tắt đây em. Vâng ạ. Còn đây là video. Nhưng mà em hiểu ý của chị nói không? Bây giờ cái cách học mới là học viên phải chủ động xem, chủ động đọc trước, rồi sau đó đến lớp học và trao đổi tương tác cùng giáo viên, chứ không phải là học viên không chuẩn bị gì cứ thế đến ngồi nghe giáo viên nói. Thì như chị nói vừa lúc đầu ấy, cứ thế đến mà nghe chị nói thì là em chưa có cái gì trong đầu cả. Ừ, thì mình phải giống như thời đại hiện nay thôi, là học viên phải tìm hiểu trước thôi em. Hiểu ý chị chưa? Ừ. Chút nữa một em sẽ xin chị vào cái lớp của khóa trước để xem live trước. Ok, chat với chị qua Messenger được không? Nhờ. Tất cả những cái như là mã để tham gia lớp học này cũng phải gửi qua Messenger.
Danh sách các cái đề tập trung cho ôn thi module nào cũng sẽ gửi qua Messenger, và link của các cái group cũng thế, chứ không gửi public các bạn nha. Vậy nên là bạn nào chưa có thì chúng ta sẽ chat lại sau giờ học này, sau buổi học này tôi sẽ xử lý tất cả các vấn đề các bạn đang gửi thông tin cho tôi. Nhu cầu chúng ta đến đâu chúng ta hỏi đến đấy, không có chúng ta xin nhiều quá rồi đến khi vào chúng ta loạn hết cả lên. Ví dụ như bây giờ chúng tôi còn chưa cho các bạn vào TTA, bởi vì các bạn đã học cái gì đâu mà vào, vào trong cái này toàn thấy kiến thức mà chúng ta chưa có, đúng chưa? Thì làm đến đâu chúng ta xin đến đấy, chứ chúng ta không xin một thể để sau này dùng dần, không có cái chuyện đấy đâu. Vì hệ thống này còn thay đổi, chưa biết được đến tháng nào tôi lại ngắt đi, tôi lại tạo lớp mới để refresh cái đống mà học viên cũ này đi, chứ không thì hệ thống có quá tải mất. Cái đống này còn bao gồm những người đã thi xong đỗ hết rồi mà chưa được xóa ra khỏi hệ thống, thì nó dẫn tới việc là các bạn vào performance của hệ thống này nó rất là chậm nhá. Vâng, ok. Chị ơi, chị vừa bảo là bây giờ mình thay đổi cách học là học viên chủ động hơn ấy, thì buổi sau học thì bọn em sẽ biết là buổi sau học những cái gì để xem trước, trọng tâm vào đấy đúng không? À, thế này nhá. Đối với các bạn thì chúng ta sẽ có một cái lịch học như sau. Đó là việc mà chúng ta sẽ học đâu nhỉ? Tài liệu tóm tắt, tài liệu đầy đủ tôi mở ra đâu nhỉ? Vừa nãy mở ra rồi mà đâu nhỉ? Đối với cả chúng ta học ấy, thì nó sẽ như thế này. Ở đây tôi định giới thiệu cái này để cho các bạn biết là chúng ta sẽ học như thế nào. Thì bây giờ hỏi hết online rồi, bây giờ tôi quay ra tôi giới thiệu cái này nhá. Nhìn màn hình này này, đây là tài liệu bản đầy đủ. Ok. Thì trên này nó có một số những thứ mà tôi không đẩy sang tóm tắt, thì tôi có giới thiệu cho các bạn là tổng là chúng ta có 10 chương. Tổng chúng ta có 10 chương. Nếu mà các bạn xem trên syllabus á, mở syllabus trên Google isqv.org á, thì nó lại không chia như tôi đâu các bạn. Nó chia là gì? Mỗi một cái TMTA, TTA là nó có một cái sách khác nhau. Vậy cái cách tôi chia là không chia theo cái syllabus trên trang isqv.org. Đây tôi đang vào cái trang .org đây ạ. Đây ạ, TA, TM đây các bạn, và TTA đây, Test Manager đây. Đó. Thì tôi không chia thế này bởi syllabus nó cũng không đủ để học. Nó chỉ có một số tóm tắt thôi. Tôi chia chủ yếu là chia theo cái tài liệu vol 1, vol 2 mà các bạn được gửi trong email á. Trong email tôi có gửi một link nữa. Link này gần như là link tham khảo thôi chứ không để dạy. Nhưng mà tôi có gửi để làm gì? Để cho các bạn có cái tài liệu ở đâu nhỉ? Tài liệu Advan đây. Trong email thì các bạn có nhìn thấy một cái link tài liệu này, mà nó khác hẳn với link tài liệu trên Facebook đúng không ạ? Thì tôi có để sách vol 1, vol 2 ở đây, và tôi có nói các bạn xem video hướng dẫn cái cách đọc tài liệu vol 1, vol 2 ấy. Đấy thì trong tài liệu vol 1, vol 2 này nó chia theo 10 chương. Nó chia theo 10 chương cho cả 3 module. Có nghĩa là kiến thức của các module này có liên quan đến nhau chứ không phải là độc lập. Đấy thì khi chúng ta chia theo 10 chương như thế này thì chúng ta sẽ thấy nè, đây, tỷ lệ phân bố câu hỏi của các cái đề thi như sau. Ví dụ như Test Manager là chúng ta trải từ đầu đến cuối từ 10 chương. Chỉ có điều là cái chương 1, chương 2, chương 3 là sẽ nhiều câu hỏi nhất. Chương 8, chương 9, chương 10 sẽ nhiều hơn so với các module khác. Đấy. Thế còn TA, tôi cứ gọi cái thằng này là TA được chưa các bạn? Thì nó có 60 câu hỏi đi thi và nó có tập trung vào chương 4, chương 5. Trong đó thì chương 1, chương 2 cũng có câu hỏi và những chương còn lại ít câu hỏi hơn. Và TTA là cũng sẽ tập trung vào cái chương mà về tool, về white box test nhiều hơn. Tôi gọi nó là white box test, đúng không ạ? Thế còn các cái chương khác cũng có câu hỏi đi thi. Đây là lý do vì sao mà các bạn phải học cả 3 module cùng một lúc chứ không phải học một module. Mà tôi cũng không mở lớp để dạy một module, mất thời gian lắm. Dạy phát luôn kiến thức của 3 module, sau đó đi ôn thi thì thi module nào đăng ký module đấy. Và trên này cũng giải thích cho các bạn là chúng ta có 65 câu hỏi đi thi của TM, nhưng người ta tính theo điểm. Đó, điểm có nghĩa là một câu hỏi sẽ có thể có 1, 2 đến 3 điểm, chứ không phải là chúng ta tính theo số câu hỏi như của Foundation nữa. Điểm đấy nha. Ví dụ như chúng ta vào cái đề thi ví dụ của TM, chúng ta sẽ thấy
cái thằng Chrome này nó luôn luôn bị ôi rồi và muộn quá. Lát nữa mà đường link này nó hết hạn thì các bạn vào phi một phát vào luôn để tôi ép luôn nhá. Vào chậm chậm không rồi cứ bị ảnh hưởng. Đây các bạn, để tôi mở cái đề thi ví dụ trên trang này. Nếu mà các bạn muốn mà ôn ở trên công ty ấy, thì tôi cũng vẫn khuyên các bạn là các bạn có thể xem đề thi trên trang isqb.org. Đúng ạ, chúng ta in nó ra được và chúng ta có thể làm tham khảo được. Nhưng mà lưu ý cho tôi là làm đề ở trên này cũng theo hướng dẫn của tôi, đấy là gì? Đọc câu hỏi, đọc đáp án xong không suy nghĩ gì cả, chưa tìm ra đáp án, đọc cái phần trả lời đáp án này của họ này. Chúng ta học như cái cách chúng ta đang xem cái cách họ giải để chúng ta hiểu hơn, để chúng ta làm tương tự ấy, chứ không phải là mình tự ý mình đưa ra suy luận rồi mình chọn đáp án đâu nhá. Để tự ý đưa ra suy luận chọn đáp án, thứ nhất mất rất nhiều thời gian, mất 30 đến 1 tiếng đồng hồ cho một câu hỏi. Thứ hai, mình trả lời xong lần sau mình cứ trả lời theo cái lối suy nghĩ cũ là mình vẫn sai. Lần sau mình cứ vẫn sai theo cái cách mình nghĩ. Nên là mình, tại sao mình phải đọc đáp án hay là mình xem video hướng dẫn chữa đề trước khi mà mình làm cái đề đấy thì nó tốt hơn. Bởi vì họ có phân tích, họ có chỉ cho các bạn đâu đâu là cái đúng, đâu là cái sai. Đây, đây các bạn này, đâu là cái đúng, đâu là cái sai này. Đó, của các cái chương này. Ok chưa? Đấy, chương 1, chương 2, chương 3 gì đấy nó đánh rồi. Đấy thì nếu các bạn làm tham khảo TM và TA trên trang ISCQB, tôi vẫn khuyên các bạn là chúng ta mở cả đề cả đáp án ra, đọc câu nào xong thì quay ra xem cái đáp án người ta giải thích và trả lời như thế nào để mình biết cách phân tích của họ, chứ không phải mình tự ý trả lời. Đó, đồng ý chưa? Thế đây giờ tôi đang chỉ cho các bạn là câu hỏi đây. Câu hỏi thì đề thi Advan nó bảo là chọn hai lựa chọn, tức là trong cái đống này các bạn phải chọn hai đáp án, đúng không ạ? Đây đây số point đây các bạn này. Hai đáp án tương ứng với 3 point chứ không phải là 3 đáp án với 3 point đâu nhá, không có đâu. Point khác với số đáp án đúng. Point thường được đánh giá số điểm ạ. Là điểm càng cao thì sẽ đánh giá là câu đấy càng khó. Ví dụ như câu này khó thì các bạn được làm gì? 3 điểm. Và câu này bạn phải chọn hai lựa chọn đúng. Đấy, ví dụ như cái câu dưới này là chúng ta chọn một lựa chọn đúng mà câu này được 2 điểm. Hay như câu này chúng ta chọn hai đáp án đúng nhưng nó chỉ có một điểm thôi. Ok chưa? Số điểm của từng câu sẽ khác nhau dựa vào độ khó, độ phức tạp của từng câu. Còn số đáp án thì cũng sẽ là gì? Mỗi câu hỏi người ta sẽ hỏi các bạn chọn bao nhiêu đáp án. Đấy. Thì đáp án để làm gì? Để chúng ta phân biệt với nhau như thế này. Đây, ví dụ nhá. Tôi lấy ví dụ này. Ví dụ như làm một câu hỏi mà 3 point. 3 point và chọn hai đáp án đúng đi, chọn hai đáp án. Thì nếu các bạn trả lời đúng hai đáp án, ấy thì các bạn được nguyên si điểm này là 3 điểm. Thì nếu như các bạn đúng có một đáp án thôi, tức là sai mất một, thì các bạn chỉ được 50% của thằng này thôi. Đó, tức là có bao nhiêu điểm thì chia 50% ra. Đó, tương tự như vậy, nếu như câu hỏi mà có một point và chọn 3 đáp án đi, thì các bạn đúng cả 3, đúng 3 đúng không ạ, thì các bạn được 100% điểm. Đó. 100% boy. Nếu các bạn đúng 2. Đúng 2 thì chúng ta cũng được 50% điểm. Còn đúng 1 thì không được điểm nào. Thì ăn không luôn. Đó. Thế và sai thì người ta không trừ điểm các bạn, nhưng mà không đúng thì không được điểm. Ok chưa các bạn? Vậy nên là chúng ta sẽ thấy rằng ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ tính theo số point để có thể đỗ được cái phần này, là chúng ta theo point. Và 65% số point đúng, tức là
chiếm khoảng, ví dụ như câu này là 112 15 point thì phải 100 thì phải 65% số điểm này này thì các bạn mới đỗ. Đó. Thì chúng ta hiểu cái quy tắc tính điểm của Advan như vậy. Và với quy tắc như thế này thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng gần như chúng ta không bị trừ điểm những câu hỏi sai. Nên là có một số những trường hợp đi thi chúng ta chọn nhiều hơn số đáp án người ta cho thì cũng vẫn không bị trừ điểm. Nói chung không bị trừ điểm, và đôi khi nó lại còn may mắn rơi vào những cái phần mà trả lời đúng nữa. Thành thử ra cũng có một số cái mẹo mà tip nó cũng hơi khác foundation, đấy là ví dụ như là anh này bảo chọn hai nhưng mà tôi cố chọn lên 3 thì cũng không vấn đề gì. Tuy nhiên là số lượng chọn lựa của các bạn đừng quá nhiều, bởi vì các bạn biết hệ thống hiện nay là đang chấm theo máy, tức là cái đề đáp án answer sheet của các bạn đưa vào máy để nó chấm. Nhưng khi mà người ta nhìn thấy bạn tô nhiều quá thì người ta sẽ đưa ra tay để người ta kiểm tra. Các bạn hiểu chưa? Nhưng không phải lúc nào người ta cũng kiểm tra tất cả đâu, nhưng mà tô nhiều quá là người ta sẽ kiểm tra bằng tay đấy. Và các bạn lưu ý trong một câu hỏi không bao giờ có quá 3 đáp án đúng. 5 lựa chọn thì chỉ có 3 đáp án đúng là hết cỡ rồi, chứ ông chơi 4 đáp án là câu đấy loại luôn. Loại thôi, không cần chỉ nữa. Câu nào cũng chọn 3 đáp án đúng là nó cũng lại mang ra tay nó chấm luôn á. Nên là bạn hãy cẩn thận nha, dùng cái mẹo này nhưng mà dùng vừa phải thôi ạ. Đừng có dùng chỗ nào cũng phang 3 đáp án vô trong khi người ta hỏi có một đáp án là cụ đấy ngay được lập tức được nhấc ra kiểm tra bằng tay luôn á. Ok chưa? Đó, số point và số đáp án ạ. Đấy thì đấy, trong đề thi của các bạn là hiện nay mỗi phòng thi của các bạn là có hai đề TM, hai đề TA, nên có những bạn thì chúng ta thấy cái tổng số point của hai ba bạn là khác nhau, là bởi vì chúng ta có hai đề thi rồi chứ không phải một đề thi như trước đây nữa. Đó, khác nhau đấy, cũng có một số câu khác nhau và một số câu giống nhau, không không hẳn là khác hoàn toàn. Có gì thắc mắc ở chỗ này không nhỉ? Không còn ai vào nữa. Chị ơi, Ơi. cho em hỏi cái chỗ em thấy có hai cái phần total ấy chị, thì có một cái là total với cả một phần là total point ấy, thì cái total, cái dòng total trên ở bên trên là chính là cái số điểm tối thiểu mình. Dòng trên này hả? Hay là ở bảng, em nói là bảng này ha? Tổng số này là tổng số câu hỏi em ơi. Một đề thi TM là 65 câu, TA 60 câu, TTA 45 câu, ok. Còn đây là số điểm, điểm khác với số câu nhá. À vâng. Ừ. Còn đây là thời gian. À Thời gian TM là làm 3 vâng. tiếng, ở TA làm 2 tiếng rưỡi, còn TTA làm có 2 tiếng rồi. Vâng, em hiểu rồi ạ. Còn gì hỏi nữa cứ hỏi đi, thoải mái đi. Để đang ôn thi mà. Chị ơi, sách vôn 1 với vôn 2 vừa nãy chị nói tìm ở đâu nhỉ? Em tìm trên Ờ, Drive trong không? email em ơi, email tự động chị gửi cho mọi người khi đăng ký ấy. Em nhá. Thì trong cái Vâng, email mình gửi tự động đấy là nó có cái đường link driver, và link driver chỉ trỏ đến cái phần tài liệu này thôi, là vôn 1, vôn 2. Còn tài liệu để chị dạy chính thức ấy, nó phải là đường link trong Facebook. Ok. vâng, Ừ. ok. Rồi bạn nào mà chuẩn bị đi thi thì nhớ là ở trong cái đường link email nó cũng có cái form đăng ký số năm kinh nghiệm này. Đó. Đó là chúng ta cũng xác định dần số năm kinh nghiệm để chúng ta xác định hồ sơ đi thi. Hồ sơ đi thi thì các bạn phải xác định là chúng ta sẽ module đầu tiên các bạn thi là chúng ta sẽ mất khoảng 7 triệu 360 mấy nghìn ấy, đại loại là gần 7 triệu rưỡi. Trong đó nó có khoảng 3 triệu tiền xét duyệt hồ sơ. Đấy là mất cho lần đầu. Còn những lần sau đi thi hoặc module sau là các bạn sẽ không mất tiền này nữa, thì đâu đó rơi vào lệ phí thi là khoảng 4 triệu, 4 triệu tư á, 4 triệu tư là không mất cái 3 triệu tiền lệ phí đăng ký hồ sơ thi nữa. Hồ sơ thi thì các bạn có 3 thứ phải chuẩn bị, đấy là một là cái xác nhận số năm kinh nghiệm thì bạn xin đóng dấu của công ty hiện tại, và nếu bằng tốt nghiệp đại học là công nghệ thông tin thì số năm kinh nghiệm bạn cần xin là 3 năm. Đối với tất cả các loại bằng cấp khác không phải công nghệ thông tin đại học á thì các bạn phải xin 5 năm. Ví dụ như bằng cấp 3 cũng được chấp nhận nhá, ông nào mất bằng đại học dùng bằng cấp 3 cũng được. Nhưng mà phải xin được 5 năm. Có đóng dấu của công ty, và công ty các bạn phải được hình thành,
tức là cái ngày thành lập công ty phải nhiều hơn cái số năm họ xác nhận cho các bạn. Công ty mới thành lập được 1 năm thì không thể đi xác nhận cho các bạn 5 năm được. Ok. Đấy thì cái hồ sơ thi này tôi sẽ hướng dẫn khi các bạn chúng ta bắt đầu chuẩn bị đăng ký thi. Chúng ta sẽ có một cái phần hồ sơ. Còn lại thì các bạn cứ chuẩn bị xác định đi, 3 module này cũng rơi vào khoảng total là gần 16 triệu. Xin công ty xác định, xin công ty hỗ trợ dần là vừa. Rồi con hỏi gì nữa không? Chị ơi em hỏi chút, đấy là thì ý bảo là hai cái module nào mà kiểu nó giống nhau nhiều nhất ạ? À? Đấy hai thằng này. À, TMTA vâng. Vì thế nên khi em ôn cái module nào em cũng phải ôn cả hai lớp này. À vâng. Đề thi mà bạn nào mà thi hai module này trong một ngày ấy sẽ thấy là sáng mình vừa làm đề mấy câu của TM xuống, chiều TA lại thấy mấy câu đấy. À, nên là có rất nhiều người chọn lựa cái cách ôn là ôn thi một phát hai module này và đi thi luôn một ngày luôn. Chứ nếu các bạn tách riêng hai ngày thì các bạn lại phải ôn lại từ đầu. Và ôn lại từ đầu là phải ôn cả hai lớp này chứ không phải chỉ ôn một lớp. Chị ơi làm sao để phân biệt được TM với TA? Sao phải phân biệt? Không phân biệt lại càng hay chứ sao? Cái lớp thì chị chia riêng là TM, TA rồi. Nhưng mà em sẽ nhìn thấy rằng đối với những câu hỏi TM thì người ta sẽ giảm bớt bài tập chương 4 đi. Em hiểu chưa? Ví dụ như bài tập chương 4 mà tới đây chúng tôi sẽ dạy là dạy chương 4, chương 5 trước cho các bạn để các bạn đi, các bạn ôn TA trước ấy. Thì tôi cũng nhắc luôn lộ trình ôn là như hôm nay tôi giới thiệu chương 4 trước và buổi sau tôi cũng sẽ dạy cho các bạn chương 4 trước. Thì các bạn muốn chuẩn bị gì thì các bạn cứ chuẩn bị về chương 4. Đọc sách, xem sách rồi xem cái gì thì xem. Chương 5 cũng thế. 45. Sau khi dạy xong chương 4 tôi mới quay về chương 1. Đó. Để cho các bạn nào thi TA trước hoặc ôn trước thì mình sẽ làm cái chương 4 trước cho nó làm sao ạ? Nó mất rất nhiều thời gian. Thế còn riêng TM thì nó cũng thi chương 4, không phải chỉ 3 câu đâu các bạn. Ngày nay tôi thống kê hình như nó còn phải lên đến 8-9 câu chứ không phải là 3 câu đâu. 3 câu là ngày xưa rồi, bây giờ nó còn 8-9 câu cơ. Thì với TM nó có thi chương 4 nhưng nó không thi theo kiểu bài tập làm nữa, mà nó lại hỏi là tình huống này chọn cái gì, chọn kỹ thuật nào cho tình huống này. Câu hỏi thi của nó sẽ nghiêng về việc bạn làm quản lý, bạn không phải làm kỹ thuật. Nên là bạn không phải làm các bài tập kỹ thuật nữa, nhưng mà bạn phải chọn kỹ thuật cho dự án. Đó. Và chúng ta cũng phải hiểu kỹ thuật để làm. Ok chưa? Thế còn test manager luôn luôn đứng ở vị trí là không phải làm nhưng mà phải chọn, phải lên kế hoạch cho các dự án. Vì vậy nên cũng phải biết tất cả những kiến thức này. Ok, hỏi tiếp không? Em cứ hỏi đi. Để xem có ông nào vào nữa không nào. Hết rồi. À, chúng ta sẽ bị end trong vòng 3 minute nữa, tức là 3 phút nữa. Thì nó cũng tương đương với việc tôi sẽ ngắt cái record buổi hướng dẫn giới thiệu cái này để tôi quay sang chương 4. Và thế nên tôi sẽ tạo một đường link mới. Và khi chúng ta end cái này vào, các bạn lại quay trở lại group Facebook và chúng ta lại vào một cái đường link mới các bạn nhé. Như tôi nói là ngắt nó thì để giúp chúng ta cũng ngắt cái video cho nó đỡ dài. Thì bây giờ là 8:49, 8:50 đi. 10 phút nữa được không các bạn? Đúng 9 giờ. Tôi quay ra tôi lấy ít nước với dặn dò con cái phát đã, xong rồi quay ra đúng 9 giờ ta lại quay lại nhá các bạn nhá. Khi quay lại các bạn quay đúng giờ giúp tôi để một phát tôi duyệt luôn người cho đỡ mất thời gian ha. Ok. Rồi. Chúng ta sẽ ngắt video ở đây nha.